Chào các bạn. Thì à, bây giờ mình sẽ chia sẻ về một số cái câu hỏi phỏng vấn liên quan đến automation test. Tuy nhiên là trước khi mà mình bắt đầu á, các bạn nào quan tâm đến kênh của Test Mentor có thể là bấm uh, follow, subscribe và like kênh nha để mà mình nhận được uh, những cái thông tin uh, thông báo mới nhất từ Test Mentor. Rồi, thì uh, trên màn hình đó mình có bốn cái câu hỏi phổ biến. Thì uh, đây cũng là bốn cái câu hỏi mà mình muốn uh, chia sẻ với các bạn nào quan tâm đến automation test. Thì uh, câu thứ nhất á là những điều mà mình cần tránh khi mà mình thực hiện automation đó à, khi nào là mình auto và khi nào mà không auto đúng không thì à, ví dụ đi ví dụ như là mình nói là câu hỏi này đề cập đến vấn đề á là những tính năng nào là không nên auto đó mình mình giới hạn nhỏ là một tí đó thì mình sẽ chia sẻ à, kỹ hơn về cái à, phần này ha thì theo kinh nghiệm của mình đó thì cũng có rất là nhiều những cái mà mình nên tránh mình không nên thực hiện auto ví dụ như là những cái tính năng liên quan đến bảo mật đó mình thấy là có rất là nhiều những tính năng liên quan đến bảo mật ví dụ như là captcha nè rồi uh, send OTP trong thực tế, Đó. đó. hoặc là uh, những cái liên quan đến vấn đề là chặn auto firewall tất cả những cái tính năng đó thì uh, nó rất là tốn thời gian để mình có thể là auto và nhiều khi đó là nó cũng chưa chắc là thành công và nó cũng sẽ không có ổn định đó nên thường á là mình sẽ không có tìm cách uh, auto những cái tính năng đó mà mình sẽ tìm cách đó là coi có cách nào là đẹp hoặc là team có thể hỗ trợ để mình có thể là bypass qua hay không thì có rất là nhiều cách để mình bypass ví dụ như là mình nói là cái chức năng là cách tra đi đó thì mình có, có thể là whitelist cái IP của tester đó, đó cũng là một cách để mà mình bypass với những cái IP mà nằm trong cái danh sách whitelist thì mình sẽ không có hiện cái cách tra lên hoặc là mình sẽ uh, nhờ dev là show hoặc là code một cái uh, Captcha, một cái mã luôn đúng đó để khi mà mình chạy ô tô thì mình sẽ nhập cái mã đó vào thì tất nhiên là cái này mình sẽ thực hiện ở trên những cái môi trường test thôi còn trong thực tế uh, môi trường production thì mình sẽ không có áp dụng cái cách này đó nên ý tưởng chung ở đây á là với những cái tính năng mà liên quan đến security thì mình sẽ không có tìm cách để mình auto nó mà mình xem thử là có một cách nào đó để có thể là bài mình vượt qua hay không đó thì cái đó là ý thứ nhất ha ngoài ra thì mình cũng uh, cân nhắc xem thử là những cái tính năng mà mình uh, không dùng nhiều đó Uh, hoặc là mình làm nó rất là ngắn hạn ví dụ như là cái chương trình đó cái trang web đó mình chỉ chạy trong một tháng thôi thì nhiều khi là mình cũng không có cần thực hiện automation cho những cái tính năng mà nó uh, không có dùng đi dùng lại hoặc là nó không có sử dụng uh, lâu dài về sau rồi uh, cái ý thứ hai á là uh, về cái uh, môi trường test là gì đúng không thì cái câu hỏi này á cũng là một cái câu hỏi mà nó rất là phổ biến về cái môi trường test đó. thì uh, thường đó là khi mà mình làm auto tố thì mình làm trên môi trường là alpha hoặc là staging tuy nhiên là trong thực tế là có thể là mình sẽ test uh, cái code đó trên môi trường khác nữa ví dụ như là trên môi trường uh, reproduction đi đó thì uh, trong cái project của mình đó mình phải thiết kế làm sao á là cho cùng một cái code nhưng mà nó có thể là chạy trên nhiều môi trường khác nhau thông qua việc đó là mình sẽ sử dụng một số chức năng ví dụ như là mình nói là trên catalon đi thì có cái chức năng là profile để mà mình có thể là tách biệt và mình handle những cái môi trường khác nhau. Tức là cái code của mình chỉ có một thôi nhưng mà mình chọn môi trường nào thì nó sẽ lấy data, nó sẽ chạy đến những cái biến của môi trường đó. Tương tự là trên Selenium hoặc là robot framework thì khi mà mình code cái framework thì cũng tìm cách đó là làm sao mình có thể là handle được vấn đề là môi trường để khi mà mình chạy cái command line thì có thể là truyền cái cái biến môi trường vào và tùy theo môi trường đó thì cái data của mình, những cái giá trị, những cái tham số của mình nó sẽ thay đổi tùy môi trường đó. Đó, thì cái, phần, cái vấn đề này nó cũng uh, quan trọng ha. Thì trước khi mà mình build một cái dự án, build một cái framework thì mình sẽ xem thử là mình handle như thế nào uh, trong cái vấn đề là nhiều môi trường test khác nhau. Và cái mà mình mong muốn á, là khi mà mình chạy test, mình không có thay đổi cái gì về code cả, chỉ cần là chọn môi trường alpha thì cái dự án của mình nó sẽ chạy trong môi trường alpha. Còn nếu mà mình uh, chọn hoặc là mình truyền môi trường staging vào thì nó sẽ chạy trên môi trường staging mà mình không có cần phải update cái số code. Đó, thì đó là cái um, câu số 2 ha. Câu số 3 là về cross uh, browser. Thì browser ở đây mình có thể hiểu uh, đơn giản là chạy cái test trên nhiều cái trình duyệt khác nhau. Đó, thì uh, trong automation thì cái này cũng rất là quan trọng. Đó, thì thường đó là uh, một cái code của mình làm nó có sẽ bị fail trên những trình duyệt khác đúng không? Đó, nên trước khi mà mình làm auto thì mình cần confirm, tức là mình cần một cái uh, scope á là cái uh, automation của mình nó là chạy trên những môi trường nào đó bao nhiêu trình duyệt thì mình sẽ liệt kê ra trước tránh cái trường hợp đó là mình uh, phải hỗ trợ mọi trình duyệt luôn thì nó không khả thi và uh, nó rất là rủi ro trong tương lai đó thì cái bước đầu tiên đó là mình sẽ định ra trước đó là cái trình duyệt nào mà mình sẽ test cái version bao nhiêu đó và mình nhờ ví dụ như là lead hoặc là khách hàng approve và khi mà mình viết cái automation đó, mình sẽ chạy trên những cái uh, trình duyệt mà mình đã thống nhất ngay từ ban đầu tại vì mình biết á là trình duyệt nó rất là nhiều và phiên bản nó cũng rất là nhiều nên nếu mà mình nói là mình uh, cover và chạy tốt được trên tất cả trình duyệt tất cả phiên bản là một điều mà có thể nói là không thể ha nên uh, hay nhất á là mình cần phải định ra trước và mình xác định trước á là mình sẽ viết cái code của mình hỗ trợ những cái trình duyệt nào đó và có thể là trong tương lai thì mình sẽ điều chỉnh để cho nó mở rộng cái scope ra tuy nhiên á là mình nên có một cái scope nhất định để mà mình làm. Đó. Thì cái đó cũng là một cái quan trọng. À, ngoài ra thì à, à, mình có thể là cần phải viết cái code của mình dùng cái điều kiện ví dụ như là else đi. Để tùy vào cái trình duyệt thì mình sẽ à, có thể là custom một số các action, một số cái locator. Đó. Nên à, trong thực tế là cái code của mình nó cũng sẽ không có thể nào mà chạy được trên mọi trình duyệt đâu. Và mình cần phải có những cái cách để mà mình à, Uh, handle cái vấn đề là uh, tương ứng với trình duyệt này thì mình sẽ sử dụng cái code này và tương ứng với trình duyệt khác thì mình sẽ sử dụng một cái code khác. Đó, thì cái điều đó cũng là một cái mà mình rất là hay gặp. Đó. Và câu thứ tư, uh, automation tester thì uh, có thể là bắt buộc phải biết code hay không? Đó, thì cái này cũng là một cái câu hỏi uh, cũng như là một cái thắc mắc uh, chung của nhiều bạn ha. Thì nếu mà mình uh, mình nói là mình trả lời câu hỏi này gì uh, trong một buổi phỏng vấn đi, thì mình sẽ sẽ trả lời như thế nào? thì nó nó kết hợp cả có và không nha tức là uh, có ở đây á là khi mà mình làm về automation thì nhìn chung á nó cũng là một cái project liên quan đến lập trình đúng không thì tất nhiên là mình phải có kiến thức về lập trình về biến về hàm để xử lý những cái code đó tức là uh, mình phải biết code tuy nhiên á là hiện giờ uh, nhiều cái công cụ nó sẽ hỗ trợ cái chức năng là codeless tức là mình có thể là viết những cái test case mà không cần phải biết code đặc biệt là trong cái quá trình mà AI phát triển hiện giờ thì gần như là mình cũng có thể là nhờ AI generate ra những cái code cho mình đó thì cái câu này nó là có và không tức là uh, mình vẫn cần phải biết code biết lập trình đó. tuy nhiên là không phải lúc nào là nó cũng phải là một cái điều kiện bắt buộc nó cứ rất là nhiều bạn có thể là làm auto được nhưng mà uh, không có cái background về code hoặc là có rất ít tuy nhiên á là cũng tùy theo cái uh, dự án nữa Ví dụ như là dự án của mình nó phức tạp và nó uh, chạy lâu, lâu ngày đúng không? Đó, thì các bạn uh, tester đó uh, cũng phải phát triển dần dần theo dự án của mình. Đó, tức là có thể là ban đầu bạn dùng những cái tool có lời và không cần code. Tuy nhiên là cái dự án mình nó phát triển thì tất nhiên là mình cũng phải phát triển theo dự án đúng không? Thì còn uh, mình cũng phải trao dồi cái vấn đề là học code, biết code và ở trong tương lai khi mà mình cần viết những cái custom build, custom keyword hoặc là mình cần modify một số cái nâng cao trong cái project của mình đó thì bắt buộc á, là mình cũng phải đụng đến cái lập trình thôi đó nên à, có thể là ban đầu mình chưa đụng nhưng mà về lâu dài thì mình cũng sẽ cần những kiến thức liên quan đến code đó nên câu hỏi này á, thì nó à, mang nhiều khía cạnh ha tức là à, với, với góc độ căn bản có thể là không cần nhưng mà à, khi mà dự án mình nó đi à, lâu dài và nó nhiều lên đó thì mình cũng sẽ cần phải có kiến thức về lập trình rồi rồi thì à, đây là một số cái à, chia sẻ của mình đó, cho bốn cái câu hỏi à, à, về phỏng vấn à, automation test ha. Thì à, đây à, giống như là một cái gợi ý, một cái à, à, câu hỏi mở thôi. À, và nhìn chung là nó là một cái gợi ý của mình chứ không phải là đáp án đầy đủ à, cung cấp tất cả mọi thứ thông tin. Đó, thì từ những gợi ý này có thể là mọi người sẽ à, có thêm nhiều nhiều cái ý tưởng khác để mà mình trả lời, cũng như là à, mình sẽ à, hoàn thiện à, cái câu trả lời của mình để làm sao cho nó đầy đủ và nó à, có ý nghĩa rõ ràng nhất đó thì hy vọng là những cái chia sẻ của mình là cũng mang đến một số thông tin một số cái gợi ý uh, giúp ích cho các bạn nha. rồi thì uh, giống như nãy mình có nói là nếu mà bạn nào mà muốn uh, theo dõi và nhận thêm nhiều cái video chia sẻ từ Test Mentor thì có thể là follow kênh của Test Mentor trên YouTube rồi cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.